Cái này là Ngô Kỷ nói đó, chỉ là những cái tiếng kêu thảm thiết của một con người đang khát nước trong sa mạc mà thôi. Bởi vì á, lê lết lê lết lê lết. Bởi vì Ngô Kỷ đây bây giờ đấy, cả Việt Nam đều ai ở bên bên Mỹ đó. Cả Bạch và Hắc Đạo đều gọi là chửi Ngô Kỷ hết, vì Ngô Kỷ hết đất sống rồi. Ngoại trừ đài phố Vun Sa TV ngày nào đó, và thật sự rằng á, mà phố Vun Sa TV mà chấm dứt tiếng nói của Ngô Kỷ thì coi như là Ngô Kỷ chấm là hết rồi. Hy vọng rằng á, là Vũ Hoàng Lân sẽ làm cái điều đó được. Trong số những người mà nói chuyện ở trên phố Vun Sa TV, nhà báo nghĩ rằng á, chỉ có anh Nguyễn Hồng Phúc là cái người mà tương đối. Trịnh Quốc Thiên. Ông Trịnh Quốc Thiên là người của KBG hải ngoại rồi. Bởi vì thật sự quý vị chưa bao giờ nghe đó Trịnh Quốc Thiên cho tới khi KBG hải ngoại mời Trịnh Quốc Thiên lên trên đài nói nhân tiện là vợ chồng về bên quận Cam để nói chuyện. Còn vấn đề tiếng nói của trên phố Vun Sa TV này, cả Khải Đào này, cả Minh Nghĩa này, Nguyễn Hồng Phúc này, Vũ Trung này, Ngô Kỷ này, chỉ có một mình bác Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Hồng Phúc. Bác Nguyễn Mạnh Cường thì không nói rồi, tại vì bác Nguyễn Mạnh Cường là người của KBC hải ngoại. Bác Nguyễn Xuân Phương. Dương Xuân Phương thì đương nhiên rồi. Thế nhưng mà đó, trong số những người ở trong cái đài của Phú Vân Trân TV, chỉ có Nguyễn Hồng Phúc tương đối có những cái nhận xét rất, phải nói là khá trung thực về hiện tình đất nước Việt Nam. Mặc dù Nguyễn Hồng Phúc không ưa KBC hải ngoại, tôi khẳng định điều đó. Và chúng tôi cũng đã có những giây phút va chạm, nhưng mà chúng tôi vẫn quý Nguyễn Hồng Phúc ở cái chỗ rằng dám nói sự thật và dám nhận định những cái gì đúng về đất nước. Bây giờ trở lại cái vấn đề Ngô Kỷ đó, thật sự rằng á, quý vị đừng có quan tâm những gì Ngô Kỷ nói. Bởi vì đấy, tại sao mà cái người mà gọi là cưu mang Ngô Kỷ như là ông Phan Kỳ Nhơn. Ông Phan Kỳ Nhơn đã từng mời Ngô Kỷ, và Ngô Kỷ mặc bộ đồ vest rất là đẹp, thắt cái cờ vàng ba sọc đỏ, thắt cái cà vạt cờ vàng ba sọc đỏ, đi tới một cái đại hội, một bữa cơm kỷ niệm 10 năm thành lập tập thể, mà vẫn bị anh em nhảy dù đuổi ra ngoài. Cái người gác cửa là nhảy dù. Ngô Kỷ nói rằng tôi được mời. Ai mời? Ông Phan Kỳ Nhơn. Họ vẫn đuổi ra như thường. Thì điều đó rằng á, tiếng nói của Phan Kỳ Nhơn cũng không có giá trị đối với tập thể, thì hà huống chi mà Ngô Kỷ. Và Ngô Kỷ là người đã từng với lại sát cánh với Phan Kỳ Nhơn, đứng chụp rất nhiều tấm hình mà KBC hải ngoại đã từng đưa lên. Từ những cái hình mà đứng cạnh một cái xe mà sơn lá cờ vàng ba sọc đỏ, tới những cái hình mà ông Phan Kỳ Nhơn mặc bộ đồ bốn túi của cảnh sát quốc, của quân cảnh. Tôi thách ông Phan Kỳ Nhơn rằng đi kiếm lại quân lực Việt Nam Cộng Hòa có bộ đồ bốn túi ông đang mặc ở bên Mỹ hay không. Hoàn toàn không có. Quân cảnh ngày đó không có mặc những cái quần áo như vậy. Quý vị chế ra những quần áo của Mỹ xong rồi đeo gắn cái huy hiệu quân cảnh lên thôi. Nhưng mà trở lại cái vấn đề mà tại sao Ngô Kỷ quay lại chửi ông Phan Kỳ Nhơn. Rõ ràng rồi, bà Trần Thanh Hiền là tổng thư ký, là bí thư của ông Phan Kỳ Nhơn. Bí thư ban ngày lẫn ban đêm hay không thì chúng tôi không dám quả quyết. Tại vì chúng tôi không nằm dưới giường của ông Phan Kỳ Nhơn, chúng tôi không biết. Nhưng mà cũng có dư luận đã nói như vậy rồi. Đấy. Nhưng mà trở lại, bà Thanh Hiền bây giờ cũng nói tôi đã thông gọi anh Phan Kỳ Nhơn, chúng tôi đã họp 4-5 lần rồi, yêu cầu anh Phan Kỳ Nhơn lên tiếng, thì anh Phan Kỳ Nhơn bỏ ấy, trốn mất tiêu. Thành ra chúng tôi phải lên trên đài nào? Đài Little Sài Gòn TV. Để tố cáo là ông Bùi Thế Phát đã cấu kết với lại hội đồng thành phố để bán cái thành phố Garden Go của chúng ta.
mẹ mình đi qua bên ở từ Việt Nam chạy qua bên Mỹ rồi mình như đi là một cái cây tầm gửi đi ở đợ đi ở đợ mình làm ô xin cho nó, thì bây giờ bảo là bán cái thành phố của chúng ta thế đi, là cái mấy nào? Ông công giáo ở Việt Nam mình đấy, mấy ông mà đất nước ở bên Vatican đó đấy. Ở bên này cứ đòi đất không à đấy, đấy. Thiên Chúa đấy. Tôi hỏi rằng Thiên Chúa mới có sau này từ khi mà đi theo chân của Bá Đa Lộc đấy, đi vào trong này đấy. Thế trong rồi mới có cái lịch sử của công giáo. Mà bây giờ đòi đất. Đòi đất. Đấy. Đó mà đòi đất. Bây giờ chính như là giáo sứ Còn Giàu đó, cái chúng tôi đã phỏng vấn ở ngoài đó. Chính phủ bồi thường. Bồi thường xong rồi sau này thấy nó đất nước phát triển, người ta xây cái đường cao tốc. Cái rồi thế là đất nước phát triển. Thế là đòi thêm tiền. Đòi không được thế giờ là nói là dân oan. Đấy. Thì cái thật sự rằng á, nhà nước rất là công bình. Cái đất thí dụ như là nếu mà bán á thì chỉ được 1 triệu thôi. Đấy, xe coi xe xe. Đấy, xe lớn á, ép xe nhỏ, quý vị thấy không? Hóa lái xe nếu mà đây là vẫn đây là lái xe mất dạy, kiểu mất dạy, ăn cướp đường. Đấy, ăn cướp đường. Đây, thưa Bộ Giao thông Vận tải, chiếc xe mang số 51R1.56.30. Đấy. Quay rõ ràng đấy. Thông mà nó xuyên tạc đấy thì có bị Việt Nam kiện không? Thật sự rằng á, bây giờ đó, nhà nước Việt Nam muốn kiện vẫn được như thường. Chú đã từng đề nghị với lại Trung tướng Nguyễn Hữu Ước đi kiện hãng BBC. Đài BBC đã từng bồi thường cho thủ tướng của bên Ý cũng như là bên Pháp. Mỗi một cái vụ kiện đó khoảng chừng 6 triệu đô la. Nó xuyên tạc quá là xuyên tạc Nguyễn Văn Hải, điếu cày Nguyễn Văn Hải bị công an chặt tay. Xuyên tạc lộ liễu quá. Rồi lấy những cái video của An ninh TV. Em nói rằng là những cái video ngụy tạo. Xong rồi họ ghép cái hình ảnh vô là điếu cày Nguyễn Văn Hải bị cụt tay mà An ninh TV đã cái là cố tình đưa lên là Nguyễn Văn Hải còn có tay để nhận cái quà của thân nhân mang tới, thức ăn mang thân nhân mang tới, rồi nó bảo rằng và An ninh TV là quay lén. Thế sau khi mà điếu cày Nguyễn Văn Hải đã đi ra hải ngoại, mà cái chuyện mà chú nói với lại Trung tướng Nguyễn Hữu Ước từ năm 2015. Tết năm 2015 chú đi đóng phim cho An ninh TV ở trên Lai Châu. Đóng một cuốn phim của một người hải ngoại về thăm lại cái miền đất nước của mình. Mà chú chọn cái Lai Châu là lý do là ông ngoại của chú là người thợ thò làm nghề lò rèn cho cụ Hoàng Hóa Thám. Thì ông ngoại hồi đó là 17 tuổi đã đi thổi ống thủy tinh mới lại làm lò rèn, chế những vũ khí giao mát cho nhóm khởi nghĩa của cụ Hoàng Hóa Thám, cụ Đề Thám đấy. Tại nhà mình chọn Lai Châu là lý do là sau khi mà quân Pháp tấn công ở bên ở Yên Bái thì ông cụ chạy lên trên Lai Châu trốn. Lý do là lúc đó là Lai Châu này mới lại những cái vùng đó là tất cả anh em khởi nghĩa mà thoát được quân đội Pháp á, đều chạy lên trên đó, Lào Cai rồi đấy, để mà lỡ có chuyện gì thì chạy qua bên Trung Quốc như thế. Chỉ có Hà Giang là không lên, là lý do tại vì Hà Giang nó toàn là vách đất, vách đá không qua được. Thì chú nhận đóng cuốn phim đó, thì chú có nói chuyện với Trung tướng Nguyễn Ước. Trung tướng đi thưa cái thằng BBC giùm cho tôi đi. Trung tướng ít nhất là Trung tướng được đòi bồi thường 10 triệu. Đấy. Bởi vì nó lúc đó mình thưa nó thì sẽ đưa điếu cày Nguyễn Văn Hải ra rõ ràng có hai tay. Bằng chứng có đấy. Còn hết. Bằng bây chứng giờ, hết. Nguyễn Văn Hải đâu có dám chặt tay đâu. Thế xong rồi cái Trung tướng nói rằng anh Hùng, nhà nước Việt Nam chúng tôi đó là luôn luôn thể theo cái tinh thần của Bác Hồ. Lấy cái chí nhân thay cường đạo. Bác Hồ luôn luôn lặp lại cái câu đó của cái là
rất là bao dung của Nguyễn Trãi đấy. Mà tất cả các cuộc chiến ấy, chú thấy đấy, cuộc chiến nào mình cũng bắt được giặc và mình đều tha hết. Dạ đúng. Và từ cái thời nhà Trần tới thời nhà Lê rồi tới bây giờ chống Pháp cũng vậy, mình bắt quân Pháp cho tù binh tới 10 ngàn. Bác Hồ bảo rằng ra chỉ thị rằng là quân đội mình á, anh em Việt Minh lúc đó còn thiếu ăn thiếu mặc mà phải hy sinh những phần ăn của mình để cho tù binh Pháp. Mà lúc đó tù binh Pháp 13.000 người, bắt được tới 13.000 tù binh. Tù binh bắt mà đâu có chầm chói đâu mà để cho nó đi lũ lượt lũ lượt. Tuần tướng Đờ Cát thì mà ra uống nước trà giống như là không có gì. Một người Việt Nam Cộng Hòa mà bị thua 2 lần quân đội Bắc Việt là ai phải không? Tướng Phạm Văn Phú. Phạm Văn Phú là trung úy nhảy dù đấy của quân đội Việt Nam. Đấy. Tiểu đoàn 2 nhảy dù đấy. Lần đầu tiên bị bắt là tù binh của Điện Biên Phủ. Năm 1975 ông Phạm Văn Phú tính rằng đây là cơ hội để mình trả thù lại quân đội Bắc Việt. Thế nhưng mà đó, cái khả năng của ông Phạm Văn Phú chỉ là theo lời của đại tá Phạm Huấn nói rằng khả năng của tướng Phạm Văn Phú chỉ là khả năng của một sư đoàn trưởng chứ không phải là của một quân khu được. Mà ông lại làm quân khu 2 nằm trong Phạm Văn Phú. Và Phạm Văn Phú đã không dám tự tử ở ngay tại cái phiên họp tại Nha Trang. Lúc đó ông Nguyễn Văn Thiệu ra họp tại ngoài Nha Trang. Ông Phạm Văn Phú giơ súng lên kê vào đầu mà không dám bắn. Đấy. Tại vì ức về cái sự phục vụ mà ông Nguyễn Văn Thiệu bắt phải rút lui bằng cái liên tỉnh lộ số 7. Mà cái liên tỉnh lộ số 7 đã bỏ trống từ hồi Pháp cho đến bây giờ. Ông Phạm Văn Phú bảo không thể nào mà dùng cái con đường đã không sử dụng cả mấy chục năm nay. Mà khi mà đã tuyên bố là dùng cái liên tỉnh lộ số 7 là đương nhiên pháo binh của quân đội Bắc Việt họ đã chĩa mũi súng vào trong đó sẵn rồi. Thành ra khi mà mình vào trong đó là vô hình chung là mình đã trở thành những cái mục tiêu của đạn pháo binh của Bắc Việt. Mà pháo binh của Bắc Việt rất nổi tiếng là chính xác từ hồi mà Điện Biên Phủ. Một đại tá chỉ huy trưởng mà pháo binh của Pháp mà phải tự tử vì vấn đề mà thua cái pháo binh của Việt Nam. Thì điều đó là ông Phạm Văn Phú rất là bực mình với cái quyết định của ông Nguyễn Văn Thiệu mà ông Phạm Văn Phú giơ súng lên tính tự tử ngay tại trong bộ chỉ huy ở Nha Trang. Nhưng mà rồi không làm, rồi ông tiếp tục. Những chiếc xe công binh đi mở đường bây giờ trúng đạn của quân Bắc Việt là nằm ngay giữa đường thì làm sao mà những cái xe khác chạy qua được, mà lách ra bên ngoài thì không được. Đấy. Đường rừng mà nó hẹp lắm. Đấy, đường rừng nó đã hẹp mà những cái xe mà nó đã mở đường nó đã bị chặn đường thì làm sao? Nhưng mà cháu nghĩ là sớm muộn gì cũng thua thôi. Đấy, đúng chịu rồi thì chắc chắn là phải thua. Chắc chắn. Mỹ còn ở đây mà chịu không nổi. Nhưng mà nó nếu mà đi đường nào nó cũng đỡ hơn là đi đường số 7. Nếu mà cái lực lượng đi bảo vệ cái đường số 7 không phải là bìa động quân nó còn nghĩa là tan tác hơn, không còn một người sống nữa, thật sự. Cũng nhờ anh em bìa động quân mà cái con đường nó mình đi qua được. Đấy. Và anh em biệt động quân đã hy sinh rất nhiều cho tới khi về tới Phú Bổn. Đấy. Về tới Phú Bổn rồi hãy còn nghĩa là còn bị rơi dụng bao nhiêu là bởi vì pháo binh họ đặt họ bắn sẵn rồi, họ đặt đạn sẵn rồi. Khi về tới Phú Bổn những người nào vượt qua trong Phú Bổn á là coi như là thoát chết. Đấy. Và những người mà quyết định không di tản á lại là những người sống sót. Đấy. Tại vì nó đi qua rồi thôi, càng qua rồi thôi. Những người nào ở lại Pleiku lúc đó thì chấp nhận cái vấn đề ấy này kia. Cái trại Mai Hắc Đế đó là tư lệnh sư đoàn 23 là cái gọi là cái đơn vị sư đoàn 23 là đơn vị mang cái tiếng là Phụng Hoàng, con Phụng Hoàng là một cái sư đoàn rất là nổi tiếng ngoài đó. Đấy. Mà đại tá Nguyễn Trọng Luật là lúc đó là sư đoàn trưởng. Ông là một người rất nổi tiếng về đánh về Thiết Vận Xa. Nhưng mà cái chỗ đó nó cái trận mà đó nó không phải là trận của Thiết Vận Xa mà mang ra đánh lần đầu tiên quân đội Bắc Việt đã sử dụng cái hỏa tiễn tầm nhiệt S3. Cái hỏa tiễn trong ba thì khi mà đó ông đinh ninh rằng là cái lực lượng M113 của ông á, lực lượng xe tăng 41 của ông á, dư sức mà nó là cản trở được cái quân đội Bắc Việt. Ông
Phạm Văn Phú tính sai lầm ông đại tá Trịnh Tiếu là tư lệnh về ở phòng nhì, là trưởng phòng nhì của quân khu 2. Đại tá Trịnh Tiếu đã tường trình cho ông Phạm Văn Phú biết rằng là quân đội Bắc Việt sẽ tấn công cái bộ tư lệnh Mai Hắc Đế. Không tấn công vào Pleiku. Nhưng mà ông Phạm Văn Phú lại nói rằng là Pleiku sẽ bị đánh. Nhưng mà cuối cùng kéo quân về để bảo vệ thì Mai Hắc Đế bị đánh, một tư lệnh chua đàn 23. Thì lúc đó Công Tu bị đánh, không ai nghĩ rằng là và đại tá tỉnh trưởng bị bắt, bị Vinh Dinh tỉnh trưởng bị bao vây. Thì ông đại tá Lê Trung Tường của không quân lúc đó làm tỉnh trưởng đi quan sát máy bay bị trúng đạn, đạn bắn vào chân thôi, bị thương ở chân, đưa về. Ông đại tá Lê Trung Tường viết một lá thư lên cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu xin từ chức tỉnh trưởng. Đấy. Tại vì ông sợ chết quá rồi. Đấy. Ông bay trên máy bay mà bị bắn ấy. Bay trên máy bay mà bị còn trúng đạn. còn bị trúng đạn à, uống chi mình ở dưới đất. Thế ông đại tá Trung Lê Trung Tường là thoát chết, bà Lê Trung Tường thì ông mới mất đây rồi. Thì ông đại tá Nguyễn Trọng Luật bị bắt nhá. Rồi dưới quyền ông Luật là ông hình như là ông Quang, Nguyễn Thế Quang là phụ tá. Thì Dinh quân đội yêu gửi tiểu đoàn 21 biệt động quân vào để giải cứu cho gia đình của đại tá Nguyễn Trọng Luật, đưa được bà vợ và mấy thân nhân của ông tỉnh trưởng ra khỏi đó. Bao nhiêu anh em biệt động quân đã bị chết, tức là họ vẫn người mà chết mấy chục người. Cứu một gia đình của ông đại tá tỉnh trưởng bao nhiêu người chết, mà rốt cục ông đại tá Nguyễn Trọng Luật cũng bị bắt sống. Đó. Thì bây giờ chúng ta đặt cái vấn đề đó là họ chiến đấu nhưng mà vẫn luôn luôn nghĩa là không có sự hy sinh. Bao nhiêu anh em biệt động quân chết, mà tiểu đoàn biệt động quân đó nếu mà tại sao không dùng cái tiểu đoàn biệt động quân vào đánh? Lý do là tại vì đánh không nổi nữa rồi, một tiểu đoàn không thể nào đánh được cả một cái trung đoàn, cả một cái sư đoàn 23 mà còn bị tan tành. Khi mà chiếc M113 bắt đầu nổ máy, ông Nguyễn Trọng Luật đinh tới và bắn tan tành. Tìm mục tiêu. Mới vừa khai chiến xong, tiếng đạn đầu tiên nổ thì 10 chiếc thiết vận xa đã bị nổ tung lên. Như vậy ông Nguyễn Trọng Luật ông bị cái là mất tinh thần. Còn lại thêm lại cái khẩu gì? Cà chua xa. Rồi đấy, cái khẩu gì đó thì sau này chúng tôi mới được biết. Thì chúng tôi không biết là đó là sự thật hay không, nhưng mà nói rằng mình quân Bắc Việt nó nằm trong tầm đạn rồi, thì lúc đó nó cái khẩu súng bị tịt ngòi. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái khẩu đó, khẩu 175 ly cái gì đó có để trong đó, là tin chắc rằng sẽ chặn được bước tiến. Thì tôi hỏi rằng là đánh nhau mà mình chỉ y vào có một cái khẩu thần nông đó thì làm sao mà mình thắng được. Nhưng mà thôi, thì đó cũng là cái tinh thần chiến đấu của đại tá Nguyễn Trọng Luật và ông Vũ Thế Quang. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng cái vận nước nó đã quyết định rồi. Đó là cái sự khôn ngoan của ông đại tướng Dương Văn Minh, tức là tổng thống cuối cùng. Theo quy luật quốc tế, khi mà một vị tổng thống tuyên bố đầu hàng coi như là chấm dứt. Tất cả những người hải ngoại bây giờ còn lợi dụng cái tinh thần Việt Nam Cộng Hòa để mà đòi đưa Việt Cộng ra tòa án quốc tế, rồi đòi lại cái hiệp định Ba Lê này kia. Đó là những cái vấn đề không phải là hoang tưởng nữa. Và họ biết rằng hoang tưởng nhưng mà họ vẫn dùng cái đó để nói theo lời Nguyễn Mạnh Cường là buôn hận thù để bán hàng giả. Những người đó
Tôi hỏi rằng ông thiếu tá cảnh sát quốc gia là ông gì quên mất rồi, thiếu tá cảnh sát quốc gia là cái ông đó nằm trong tổ chức của Dương Đại Hải và ông Lý Trọng Bá. Ông đại tá cảnh sát quốc gia bây giờ ông thu được 70.000 cái tiền để đưa Việt Cộng ra tòa án quốc tế, cái tiền đó đang nằm ở đâu? Giống như hôm trước anh Tú anh nói đấy, là đấy, mấy người chống cộng là chỉ có sống nhờ hai chữ Việt Cộng, cộng thì sản không đấy. Đấy, ông Nguyễn Anh Tú gọi là cái gì không, gọi là cái kinh doanh chống cộng, kinh doanh chống cộng đấy, và kinh doanh từ thiện. Mà tôi lặp lại cái lời kinh doanh, chính cái bây giờ hiện tại hải ngoại nó chỉ có hai cái là kinh doanh chống cộng và kinh doanh từ thiện. Thì cái cô Nguyễn Lệ của cái nhóm tri ân miền Trung nói là ông Nguyễn Phương Hùng chửi cái từ thiện của tri ân miền Trung, phản bội cái sự tiếp đón của anh Vũ Cảnh. Anh Vũ Cảnh nhé, tôi không biết anh Vũ Cảnh có đón tôi không biết. Vũ Cảnh bán cái cho anh